tình, truyện ngắn Phan Thị Văn Anh. 11 giờ đêm, khách đã bắt đầu lục đục ra về, anh và em đã bắt đầu ngáp vặt. Chúng mình thương nhau quá mà, điều này đâu còn phải là cái để gọi là xúc phạm nhau như hồi mới quen cách đây 2 năm. Trình tự một buổi cà phê đã diễn ra đủ, đã kể chuyện cơ quan anh, ở lớp em cho nhau nghe, đã chửi người này, khen người nọ, xong đến chuyện hai đứa lại giận nhau. Đôi khóc tôi xin lỗi. Và đến một kể chuyện cười, những chuyện không vui lắm cũng cười. Đôi lúc, trong bóng tối, em cảm thấy mình thật giả dối, những cơ cười cứ nhạch ra cầu tài. Mười giờ đêm, trời bắt đầu lạnh. Anh vu vơ hỏi em tên một nhà văn nữ, em bảo em có độc và ái mộ lắm lắm con người ấy, đôi mắt mở to ấy. Mà có lần em được nhìn thấy ngoài đời thật, anh bảo đọc truyện thấy ngộ ngộ. Anh mà cũng đọc truyện sao? Một lần, anh bảo. Ghét tiểu thuyết, anh chỉ đọc sách vớ vẩn, đại loại bạn biết gì về cá voi hay tâm lý phụ nữ. Chẳng hạn, đọc trong lúc nghỉ ăn cơm, với được một quyển, hay tối về, đợi giờ đến nhà em. Vậy nên em hào hứng kể cho anh nghe về những gì của chị X mà em đọc được 10 giờ đêm em mơ màng với những cốt truyện nhân ái em yêu anh lại bảo em về tìm lại cho anh mượn nhé và em vâng và sự khổ sở trong tình yêu của em lại có thêm một chi tiết mới từ đấy anh không quay lại nữa ngày hèn em mặc áo xanh theo hai hàng lá đen mọi sợ đợi anh đến mẹ em bảo tao nghi lắm nó luôn luôn sai hẹn em cũng nghi lắm kinh thật sao em có thể chịu đựng được tình trạng Phật phòng này trong suốt hai năm nhỉ? Rồi cũng như những lần trước, em nằm Phật ra, ấp mặt vào cái chăn lông vịt, thấy mình như chết lặng đi, em nghĩ, hết rồi. Lần này bình tĩnh hơn, em nằm xuống, và ra ngay trong đầu một kế hoạch sống mà không có anh, một đời sống gần như là tu hành, có điều, không có vị thần nào để em thờ phụng cả. Mẹ em bước vào phòng về dàng. Còn có đến cơ quan tìm nó không? Để làm gì? Em thấy, thật chẳng để làm gì, mẹ em về giặt mà giận. Nó tệ quá. Em phì cười, tệ gì, người ta không yêu, ép sao được. Ép sao được, càng ngày em càng thấy anh chủ tâm xử tệ để em đừng yêu nữa. Có lẽ em cảm thấy anh tốt quá, phần nghĩa của em đè nặng lên vai anh quá nếu nói trắng ra, thôi nhé, tôi không yêu nữa. Thì có vẻ hơi kinh, nên anh chọn cách nhân đạo hơn, anh làm những việc không ra gì để em tự quyết định. Và rồi cũng có hiệu quả, em cũng đau đớn nhận ra chuyện tình của mình gồm 8 phần nghĩa, hai phần tình. Thật khốn nạn cái thân em, từ bé vẫn mơ mộng một mối tình với 8 phần tình, hai phần nghĩa. Em nằm, sức mấy cộng chiếu ngon ngoe, mẹ em mắng, đừng rớt ra nữa mấy bữa mà hư. Buồn cười thật, mẹ em lúc nào cũng tỉnh táo mà quan sát mọi việc, những bộ em vài cộng chiếu này cũng không được sao, nó ăn ủi em phần nào đấy chứ. Em cầm cái chổi lông gà đã bị bầy chó con gặm chơi hết một nửa, một cây ghế đổ xuống nhà phụ đường sách. Ở đây có năm dãy kệ cao hai thước, đứng xếp hàng, mạng nhận nhiều phu kệ và mấy tôn hầm hộp nóng. Trên kệ vô thiên lũng tổ tò phò một con tò phò đang công đích bên cái tổ như cái nộm rượu em lấy cắn chổi đụng vào nó tò phò hoảng hút bay đi rồi vào một người mạng nhện em nhét vào cửa nhà nó một lần thấy em làm thế có điều em nhét bằng cơm ngồi anh bảo em ác quá a à, anh là người luôn luôn mắng em ác em đi lần lượt từ cái kệ sát tường từ tầng dưới lên tầng trên hắt hơi liên tục vì bụi. Trong đầu em chỉ còn một hình ảnh duy nhất là cái bì sách có vẻ một mảng cỏ úa làm nền cho hai chữ tựa sách bằng mực đen to cổ. Sách ra đã được 5 năm, em đọc đi đọc lại cũng vài lần, một tập truyện về những cô phường, những người yêu nhau, về một ông thầy giáo già. Em nghĩ, nếu anh được đọc, có thể anh sẽ bắt đầu một kỷ nguyên mới, thích đọc truyện, em đi lẫn thẩn giữa những hàng kệ tăm tối, ẩm mốt, trong đóng báo cũ, em nhặt được một quả trứng gà. Gà nhà em có tật xấu đẻ rơi khắp nơi. Trong đầu em ngay lập tức tưởng tượng ra cái cảnh tường thuật lại cho anh chi tiết này. Em lục được một chồng hồ sơ cũ, hồi ấy chữ còn tròn trịa, chữ di có một cái đuôi, như một cái mốt tay mời gọi. Sổ nào cũng ép vài tờ thư dở gian hay vài trang nhật ký không phải tờ nào cũng viết về anh. Em sửng sốt vì thấy rằng mình cũng có lúc đau lòng vì người này, người nọ, khi đã có anh. Em yêu mình lắm, nên em không kết cho em cái tội ngoại tình, em gọi là chọn lựa. Em chờ khoảng lên, trước khi em lấy chồng một tháng, hẳn em sẽ phải dỡ lại từng quyển sách trong nhà, nhặt lại hết những tờ giấy ma mảnh này, và ông chồng em sẽ an tâm rằng mình là mối tình đầu thất bại thảm hại, quyển sách không có gì ở đây, em cây cái ghế ra trước cửa phòng ngồi hóng gió. Gió không có, nắng như đổ lửa, chị em hái đầu quyên mà mặt nhăn nhăn nhó nhó, hỏi. Tìm sách cho nó à? Em thách thức, ờ, rồi em lão đảo muốn ngã, anh có cần lấy sách đâu, anh hỏi phu phơ thôi mà, lúc ấy khuya rồi, hết chuyện rồi. Anh hỏi phu phơ thế thôi, còn em, em thần thánh mỗi lời anh nói, em cầm cái chổi lông gà sông pha vào đống mạng nhện, vào đống bụi, vì anh. Rồi một người hiền đến với em, tối thứ bảy hàng tuần, xếp vỡ như bao cặp tình nhân khác. Người hiền trên núi ấy lặng lẽ ngồi ở cái bàn học của em, chờ đợi. Nếu may mắn trời mưa, em sẽ ở nhà, nếu trời tạnh ráo, em biến đi từ sớm cùng vài đứa bạn gái, để 9 giờ tối về đảo qua đảo lại vài câu rồi xin lỗi, vào buồn nằm thẳng cẳng, nghe ngoài kia, tiếng chào liếng nhí và tiếng xe buồn bã lùi xa. Một lần, tụi bạn bắt em, anh đi đâu ngoài phố, với một thằng bạn trai, anh phóng xe như bay, đẹp lắm với cái đầu vô cùng lạ mắt, tụi bạn ăn ủi. Thứ bảy mà đi chơi với bạn trai, chắc là chưa có bồ mới. Trời ơi, tụi nó vô tình nhắc lại thói quen của hai ta anh và em căm ghét ngày thứ bảy, nó chật chội, đông đúc ai cũng như ai, và em chọn ngày thứ tư làm thứ bảy để hẹn hò. Tối thứ bảy đó, em nằm nhà, người hiền kia lại đến, gọi lạp sạch vào cái cổng tôn hang chữ phủ đầy ti gôn rồi lý nhí mời em đi. Uống nước. Anh ấy không dám dùng từ cà phê, sợ rằng sẽ xúc phạm em, tội nghiệp. Em ngồi sau xe, thẳng đơ, hai tay khoanh lại, ngửa mặt nhìn trời. Hai bên đường là đất mờ mờ ánh trăng, xe đi ngang vạt đất trồng vạn thọ, em hít thở hương hoa hồng ấy mà ướt nước mắt, em bảo, đừng đi xa, mệt lắm rồi. Vào một quán nước bé tí, ghế mây thấp lè tè trên nên cát sỏi sạch sẽ, một anh chủ quán bé tí ưỡng đẹo đi ra, hỏi, Anh chị dùng chi? Anh bạn lại quay sang lịch sự, Em dùng gì? Em cáo tí, cho bình trà rồi em lấy tay ôm mặt. Trong cái tư thế bất lực sự ấy, em ngồi, nghe một người đang chịu đựng em, như em đã chịu đựng anh, như anh đang chịu đựng ai, biết đâu. Và cũng biết đâu, có một đứa con gái hiền lành đang chịu đựng anh bạn ngồi cạnh em bây giờ. Luẩn quẩn, em tưởng tượng ra một cuộc trượt bắt vĩ đại, em thấy mình mệt quá rồi, thấy mình ngu dại, sao không quay lại mỉm cười với cái người đang đứng mình rồi cả hai sẽ cùng nghỉ mệt dưới một bóng cây như cây xoài ở cái quán này chẳng hạn đến lúc này em đã có người yêu mới một người làm em thanh thản đến mức có thể ngủ quên đến tận giờ hẹn mỗi tối thứ bảy nghe tiếng gọi cửa em bật dậy cười thầm thế này sao gọi là yêu một người thật đến độ em không nỡ nói dối anh sẽ hỏi còn nhớ không nhớ lắm chứ nhớ đến phát điên cơ quan của anh, căn nhà quét phơi hồng ấy em không dám đi qua lần nào, em đi học bằng một nẻo phòng vèo khác ngang qua một khu chợ nhỏ. Có một anh giữ xe đạp mắt lát vẹt đứng căng dây từ tờ mờ đất, qua một trường cấp 1, trẻ con buổi sáng mắt nhắm mắt mở, căn quằn sọc sệt đến lớp. Em đi cái đường phòng vèo ấy, xa xôi cốt để cho anh không phải thấy mặt. Để anh không bị ám ảnh bởi cảm giác có một đứa theo đuổi làm phiền. Hàng ngày em làm việc như một cái đồng hồ, sáng nghe bính bon chuông lễ, em mở mắt ra. Việc đầu tiên là nghĩ đến anh như một thói quen, kế đến là bình thường an tưởng đến người hiền. Rồi em trưởng mặt, đánh răng, nấu một nồi cơm, nhét chặt cùng rau thịt vào một cái lon quy gô mà đến lớp. Em tưởng tượng anh sẽ cười khi biết em bắt đầu có cái trò làm nhà lành này. Ở lớp em lặng lẽ làm đủ số việc được giao. Buổi trưa, ở một khúc hành lang, em lặng lẽ mở nắp lon cơm đồng đầy nước, rồi ngủ một giấc ngắn ngủi với vài cơn mơ lẫn lộn. Sáu giờ tối, em về nhà, ở cửa, em hỏi mẹ, có thư không? Mẹ em sẽ uể oải. Không. Em sẽ vào nhà, ăn cơm, nghỉ một chút rồi học bài, để 8 giờ 30 tối, ngày nào cũng đúng giờ ấy. Em dành 15 phút để mở lại báo cũ ủ xếp thành tương chồng lớn trong nhà, em tìm ở trang sáng tác cái tên X, hay những gì liên quan đến X. Rồi em cắt ra, tỉa gốc tròn, phủi bụi, cho vào một cái phong bì to dán bằng bia cứng, mà ở một gốc em đầy chữ tóc, tên anh.